tại thì anh Trọng đang dọn hàng ra này. Được. Không hư đâu mà, không hư đâu mà. Miếng bê lâu cứng lắm, không có sụp nó nổi đâu. Miếng đi, miếng sắt mà. Thêm nữa không? Còn nhiều lắm, đi đường kia hồi chở hai lần nữa. Chiều đi tao gỡ cái mâm ra. Chiều tao cái hàng. Sao mở? Bé Tú Linh này hôm nay chưa đi học phụ cha nè. Mai ông bác chưa đi nhặt ve chai ra phụ anh Trọng một xíu. Nay anh Trọng sẽ khai trương địa điểm mới nha. Không gần đây ông bác ơi. Đi cái xíu là tới rồi. Đi nhẹ nhẹ là được à. Còn số mẹ ơi. Tên tức là Linh Linh hay chị ở con mà. Đây là cảnh nhận dẹp mà thì mình chuẩn bị ra bán đấy cả nhà. Mà chị có dây không? Rồi rồi để em biết em mua cái cuộn dây. Rồi cha lội ra cho mua cái cuộn dây ổ ổ điện đấy cha. Con câu vô nhà hết rồi. Đây tới đó ổ điện 3 mét. Càng dài thì là dài mới được. Nè. Điện 5 thước thôi. 6 thước. Nè nguyên cái đuôi á, nguyên cái đuôi xong cái nguyên cọng dây xong rồi 6 thước đi. 6 thước rồi cái đầu chơi cấu điện vô. Cho lội nên nè, đây cái bên mà đi Đà Nẵng cái đường thẳng này nè. Là tao bán nè. Rồi cho đi lên. Thì gian vậy nè. Để mình ghim ra đây nè, cái rồi à, rồi mình xài nước cam ép bằng điện. Ủa cam ép hả? Ờ bằng điện á. Mua chưa anh Trọng? Rồi rồi đó. Ao vậy hả? Đó đó. Trời ơi, nay anh Trọng mua cam ép điện nha. Hết cam ép tay rồi hả anh Trọng? Hết. Mua dù luôn đó. Ủa còn cam ép tay giờ mình để thêm hả? Dạ. Làm có thể hai người cũng được. Dạ. Đâu, khai trương cam ép điện nha anh Trọng. À, mình chỉ ấn nó vô là tự động nó chạy, mình không cần dùng lực tay ha, nhưng mà nó hơi tê tay đó. Đây hồi mà mình bắt bàn trong đây luôn anh em lại bình thường. Ở trước có bàn, hai ba cái bàn luôn. Để mình mua bàn thêm. Chỗ này cũng khá là rộng mà. Nhà rộng chiếc ghê xe, anh Trọng nhà ha. Chiếc xe đang nghe chở rồi khỏi tốn tiền xe luôn thấy không? Sao nó dựa cho ổ điện ngu vậy? Rồi. Giờ về chuyến nước anh Trọng lớn nè. Chào các bạn, chào các bạn lớn. Đi lên tỉnh lộ 10. Chị đi chung chung nha. Thì anh Trọng đang nhận hàng này cả nhà. Hôm nay anh Trọng chơi lớn hai cái dù luôn. Tại chỗ này là khá là nắng luôn á. Nhìn đây con. Đâu chị? Đây. Đường này là đường của chợ công nhân Bon Chen về trưa trưa hoặc là chiều về cũng khá là đông luôn. Không thua gì con đường hôm bữa là anh Trọng bán đâu cả nhà. Đây. Bằng cũng khá là rộng đó.
để đèn hồi lại gáo nước rồi, nắng lên. Chỗ này rộng hơn trọng ha. Ừ. Rộng ghê. Ngồi mình dẹp lại là nó khô rồi. Hai hồ mà ngồi hai anh trọng. Mười lăm phút là khô liền. Tôi lên đây phụ cha quét cái sân cho nó sạch đi con. Bạn Hiệu. Bạn Hiệu không có tên hả anh Trọng? Trọng súng đó. Trọng súng à. Quét nhà đây con. Quét cái sân cho cô sạch. Đây là bé Tú Linh đang phụ cha quét cái sân cho nó sạch nè. Để lén nó bày ra bán. Bây giờ cũng gần 11 giờ trưa rồi. Sáng nay là bé Tú Linh mặc áo trắng để đi học hả con? Cưng chưa? Nó tới chắc tới 2-3 bữa nó mới đi học được. Dạ. Yeah. Làm giấy tờ đâu có mau được. Bên đây thì là anh Trọng sẽ ép nè. Còn bên đây là nếu mà ai đến muốn ngồi thì sẽ ngồi. Cái này nó sẽ có bàn ngồi mát mẻ hơn bên kia một xíu. Chúc đi. Đầy đủ chưa ha? Ai muốn ngồi đâu ngồi. Trong này đựng ghế. Ghế mà ta dư luôn. Còn nguyên chồng ghế này. Quá trời ghế ha. Ghế nhiều lắm. Nay anh Trọng đầu tư lớn ghê, chắc cả 20 cái ghế luôn á. Rồi 3-4 cái bàn luôn ha anh Trọng. Ừ. Có chỗ rộng rãi ha. Ừ. Chỗ nó đựng bàn đó. Ai muốn ngồi đâu ngồi. Đây đây. Đây đựng bàn nè. Đây đây. Cái đấy hơi nắng à. Mát mà. Nhìn hoành tráng chưa? Bàn, một bàn ngồi 5-6 người luôn. Ủa, ông Bắc chạy ra nữa hả? Còn đồ không? Ừ. Rồi cha ra cho coi chừng giùm con nha. Rồi con đi về con lấy đồ thêm. Chứ cha đâu biết đường đâu lấy. Nước sôi, về lấy nước sôi với cô Thủy lấy nước sôi cho mình cho. Xích vô cái. Không được, ra đi. Rồi, chim bắn đây. Rồi.
ông bác nãy là lội bộ đẩy cái xe từ nhà anh Trọng ra đây luôn á, cũng xa lắm á. Mua thêm mẫu game nữa. Rồi ta để nó đi, con đem lại nó đó, tôi không đem về. Thì biết rồi, để đi. Mình còn đi lấy đằng kia đem lại nó đem về làm gì? Vui hết trơn với em chứ. Thì em sẵn đi, rồi. Khai trương địa điểm mới, khai trương cam em điện mới luôn. Thôi, được rồi, chỗ vệ sinh mà đừng có bóc cái thải vô. Đừng có thọc tay chân cha dơ rồi. Rồi cha cứ ngồi đi. Rồi cha cứ ngồi chơi chừng đi. Chút rồi cha về. Rồi cha ngồi chơi đi. Thì biết rồi. Thì con đậu xe về bến cái. Còn mấy con bỏ xe à. Chưa đi bán cái chai nữa. Đi theo em nè, mua đồ nước ngọt đi đây nè. Đi qua nước ngọt. Bây giờ chị Thùy ra phụ anh Trọng bả luôn ha chị Thùy. Vui ha. Mày thấy sao về cái mặt bằng này Thùy? Ý là nhìn nó rộng rãi gì nó có thể bày lên bàn đủ rồi, rộng rãi hơi nhiều ha. Má em nè, cho mày làm chuyện nè. Tú Linh phụ mẹ em đi Tú Linh. Không được, không được. Trời ơi, thằng bé Quý cũng ra nè, bé Quý. Rồi nó ôm cái chanh ra kìa. Vậy là lôi mấy đứa nhỏ ra luôn hả Thùy? Dạ. Cũng được, tại vì chỗ này cũng rộng. Chia thành năm màu đó, cái nào lâu cái nào, cái nào lâu cái nào, cái này lâu. Mai ấy mình để ngoài này tự nhiên quay mạnh trong sao bị thấp hai đứng vậy này nè, đứng đây ép này dòm ra đây luôn đó, nước đá là múc này luôn. Rồi cái này là lao đó, rồi lao là hết lấy rồi cái đồ gì đó. Thì bé cà châu Phi thì bé Quý ra thiếu Phúc Mập thôi ha. Phúc đi học à, là tính ra là cả gia đình ra đây vừa bán quán vừa coi con lên Thùy ha. Cái mà chỗ bán cũng xa nha, phòng trọ quá đâu bỏ nhà được. Ừ đúng rồi, xa. Cái kia thì mình lội qua đường một xíu là mình tới rồi. Mà chị thấy chỗ này được cái nó rộng với nó thoáng mà để được hai ba cái bàn, nó không nắng như bên kia. Mình chỉ cũng tạm bỡ thuyền ha. Mình đâu có thấy được đâu. Cái dao nãy mình lấy lên chưa vậy? Biết rồi, có thấy nhiều rồi.
Thùy. Không vào để sắt. Ngày nào em cũng alo ai vậy Thùy? Ôi sầm nha tôi lên. Đừng có vô quán cô. Chanh dây. Sáng nay anh chậm mua chắc 5kg chanh dây hả? Tôi lần đâu có rửa được đâu, đang bế em mà chạy ông. Đang bế em mà. Mẹ nó bế em đi. Bác Quý này cả nhà. Ôi thằng nhóc nhỏ. Còn đây là Tú Linh với Châu Phi nè. Nắng quá Thùy ơi. Bé Quý, đi vô đây. Xe kìa con. Vô đây. Chạy lon nhon vậy. Mua chàng đâu hết à. Đi ba mê gọi ba mua cho. Mới ra mới dịp ra từ từ chứ không là hợp. Tao mấy tuổi tao quên nữa rồi.